Cuộc sống vốn dĩ vô thường, chúng ta không thể biết trước điều gì đang chờ đợi mình và gia đình. Có thể là một tương lai tươi sáng, nhưng cũng có thể là những biến cố bất ngờ. Năm 2016, gia đình tôi bị một biến cố lớn, là vợ tôi mất. Khi mà cô mất thì đúng là cả một cái là một cái ảm đạm chung cả thôi, cũng là một cái sự mất mặt quá lớn, hết sức buồn và hết sức chơi vơi. Tôi luôn luôn mong muốn là đem lại sự bình an, hạnh phúc cho mỗi một gia đình. Trong cuộc sống thì vốn tiềm ẩn rất nhiều những cái rủi ro bất chắc. Thì khi mà một cuộc đời chấm dứt thì vẫn còn có một và thậm chí là nhiều cuộc đời khác vẫn phải tiếp tục. Và bản thân tôi tự cảm thấy rằng là lương tâm và trách nhiệm của mình là phải giúp cho những cuộc đời đó được tiếp tục. Để hoàn thiện được bản thân mình thì đâu đó chúng ta sẽ phải làm được một cái việc gì đó, hay là kiếm được một khoản tiền nào đó, thậm chí là rất là nhiều tiền. Thế nhưng điều quan trọng nhất đó chính là sống vì người khác. Và làm nghề tư vấn bảo hiểm chính là từng giờ từng phút đang sống vì người khác. Câu nói tâm đắc nhất mà tôi nghĩ là nó cũng khá phù hợp với công việc này, đó chính là cho đi là còn mãi. Tôi mong muốn là lan tỏa cái giá trị của bảo hiểm đến với tất cả những người dân Việt Nam, và hy vọng rằng là tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta sẽ đều được nữ thần thận trọng của Prudential bảo vệ. Trong cái nỗi buồn này thì có một cái sự khuây khỏa là tất cả mọi cái nên đều là quan tâm chăm sóc, và trong đó quay hãng ở chỗ cô Tâm là Prudential cũng là đến là săn sóc động viên kịp thời, cũng như là làm các cái quan tâm tới về cả cái tinh thần cũng như là những cái chế độ mà gia đình của tôi có tham gia cái hãng này. Qua cái dịp này thì tôi cũng rất lấy làm cảm kích và cũng rất cảm ơn cả cái hãng cũng như cá nhân cô Tâm. Gia nhập Prudential từ hơn 10 năm trước, với tâm niệm cho đi yêu thương để nhận lại yêu thương, chị Thanh Tâm luôn phục vụ khách hàng tận tâm như chính những người trong gia đình mình, mang đến cho họ những giải pháp an toàn tài chính hữu hiệu, vừa để nâng cao khả năng tích lũy tương lai, vừa bảo vệ gia đình trước những rủi ro của cuộc sống. Cách đây 10 năm thì lúc đó tôi cũng còn rất là trẻ. Tôi cũng chưa có mường tượng hay hình dung về bảo hiểm nhân thọ, nhưng có lẽ là nó cũng đã có trong suy nghĩ của tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Lúc đó tôi xem trên truyền hình thì thấy quảng cáo một cái hình logo, một cái gương mặt rất là ấn tượng, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Nhưng lúc đó thì tôi cũng chưa biết đó là quảng cáo về cái gì, và mãi sau này tôi mới biết đó chính là một công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất trên thị trường tại Việt Nam. Và tôi cũng vì cái lý do đó mà tôi tìm hiểu cũng như là lựa chọn đến với nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Lý do khiến tôi gắn bó công việc này trong suốt những thời gian vừa qua bởi công việc này cũng đem lại cho tôi rất nhiều những cái giá trị cho bản thân tôi, cho gia đình của tôi, và đặc biệt là đem đến được những cái giá trị tốt đẹp nhất của bảo hiểm đến với tất cả những khách hàng mà tôi yêu quý. Thực ra thì tôi cũng biết đến bảo hiểm Prudential từ lâu, nhưng mà để mà quyết định mua cái gói bảo hiểm ấy thì là cũng qua một người bạn giới thiệu, thì biết đến bạn Tâm. Ban đầu thì tôi chỉ nghĩ đến là mua cho con trai thôi, vì cháu lúc đấy 4 tuổi. Thì cháu nghĩ là mua cái gói Phú Đăng Khoa Thành Tài ấy, để sau này khi mà phục vụ cho khi con bước vào đại học thì mình cũng vừa được bảo hiểm cho con, lại có một cái khoản tích lũy cho con vào đại học. Khi đấy thì có thể mình đã nhiều tuổi rồi. Sau vài năm thì sau khi đã mua cái gói Phú Đăng Khoa Thành Tài cho con trai út thì tôi lại thấy là cũng có những cái lợi ích riêng của bảo hiểm mang lại, thì tôi quyết định là mua thêm 3 gói nữa. Từ khi mua cái gói bảo hiểm Prudential ấy thì nó cũng phục vụ cho cái nhu cầu của gia đình. Thì mẹ tôi cũng có đi bệnh viện mấy lần, cũng được công ty bảo hiểm cũng chi trả chi phí cho, hỗ trợ làm viện. Thật ra thì trước đây tôi mua bảo hiểm cũng khá là lâu rồi. Thì cái thời điểm đấy thì tôi cũng chưa thực sự hiểu được cái giá trị của bảo hiểm là gì. Thậm chí cũng có một số những cái suy nghĩ
hơi hơi tiêu cực một chút về bảo hiểm nữa cơ. Nhưng mà sau khi nói chuyện với Tâm như là một người bạn thân tình thì tôi thấy là tôi hiểu được những giá trị đích thực của bảo hiểm nhiều hơn một chút. Tôi đã chọn mua cái gói bảo hiểm trọn đời cho cả gia đình tôi. Tôi nghĩ rằng bảo hiểm là một sản phẩm rất là văn minh, và có bảo hiểm thì tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn, bảo vệ gia đình tôi trong những lúc mà có thể không may thì những cái rủi ro bất chắc có thể xảy ra. Tôi thấy là yên tâm hơn, hạnh phúc hơn, thư thái hơn khi mình dùng một cái gói sản phẩm mà được bạn ấy tư vấn rất là chu đáo. Với cái tâm làm nghề đúng như tên gọi, Thanh Tâm, suốt 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm đã nhận được sự tin tưởng của hàng nghìn gia đình. Họ sẵn sàng giao phó tương lai cho chị cũng như công ty Prudential. Chính những nỗ lực đó đã được ghi nhận với hàng loạt giải thưởng như trở thành thành viên câu lạc bộ bàn tròn triệu đô MDRT trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, thành viên Star Club đạt nhiều chuyến du lịch trên thế giới, đại lý hàng Kim Cương, trưởng nhóm hàng Kim Cương hay top 1 trưởng ban xuất sắc văn phòng Prudential Thường Tín. Bạn Nguyễn Thị Thanh Tâm thì khi vào văn phòng cách đây khoảng 10 năm. Lúc đầu tiên thì bạn là một nhân viên chăm sóc khách hàng. Và bạn thì là người luôn luôn có trách nhiệm với công việc và có cái sự nỗ lực, cộng với cả nữa là rất là chăm chỉ. Và ai cũng yêu quý bạn đấy, bởi vì bạn là người rất là hòa đồng, chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Tâm thì là người rất ham học hỏi. Và sau đó bạn đã phấn đấu và trưởng thành. Sau quá trình làm việc thì bạn đã chuyển cái vai trò, lúc mà là nhân viên của văn phòng, lúc đấy bạn đã trở thành quản lý văn phòng. Và sau đó bạn chuyển sang vai trò làm tư vấn viên của tập đoàn Prudential Việt Nam. Sau khi chuyển vai trò thì bạn đã trở thành tư vấn viên xuất sắc của tập đoàn Prudential Việt Nam. Và trong một thời gian ngắn nhất bạn đã đạt tiêu chuẩn đi Mỹ, đó là câu lạc bộ các ngôi sao, những tư vấn viên xuất sắc nhất của Prudential Việt Nam. Và bạn phấn đấu trong vòng hơn 1 năm đã trở thành một trưởng nhóm kinh doanh. Cái quan trọng nữa là bạn liên tiếp phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ nên bạn đã trở thành một trưởng ban trẻ của Prudential, một trong những trưởng ban trẻ nhất của tập đoàn Prudential Việt Nam. Và đến nay thì bạn là những người đã đạt được rất nhiều thành tích của công ty, ví dụ như trở thành đại lý PE hãng Kim Cương, trưởng nhóm trăm viên hãng Kim Cương, trưởng ban master, như tất cả những bên Prudential gọi là những danh hiệu cao quý nhất thì bạn Thanh Tâm luôn luôn đạt. Và bạn là niềm tự hào của mọi người, của văn phòng Thường Tín nói riêng và Prudential nói chung. Bạn không những là một người mà chăm sóc khách hàng rất tốt, tư vấn khách hàng rất là chuyên nghiệp, bạn lại là còn là những người đồng nghiệp mà mọi người yêu quý, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, chia sẻ và lan tỏa những tích cực đến mọi người. Và tôi tin rằng bạn Thanh Tâm với khả năng của bạn đấy, cũng giống như là sự quyết tâm của bạn đấy trong công việc và mục tiêu của bạn đấy trong tương lai, trở thành những nhà quản lý xuất sắc nhất của tập đoàn Prudential Việt Nam cũng giống như Prudential toàn cầu. Không chỉ là người mang những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng, chị Thanh Tâm còn là một người quản lý đầy nhiệt huyết. Chính chị đã truyền lại cảm hứng cũng như ngọn lửa đam mê đến đội ngũ tư vấn viên. Điều này đã giúp cho những tốt đẹp ngày càng được lan tỏa xa hơn. Điểm đáng quý nhất của chị Tâm mà tôi cảm nhận được đấy là sự chân thành của chị Tâm trong cả phong cách, từ cách làm việc đến cách đối xử với mọi người, cũng như là khi mà tư vấn truyền tải những cái thông tin tới khách hàng. Với mỗi một khách hàng tôi đến thì tôi luôn tâm niệm đó chính là người thân của mình, và tôi luôn đến với họ bằng một cái sự chân thành nhất và mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến cho khách hàng của mình. Có lẽ là chính những điều đó phát ra từ tâm nguyện của mình nên là cũng đón nhận được những cái tình cảm rất là tốt đẹp từ phía khách hàng. Thanh Tâm là một cô gái khá là nội tâm, rất là sâu sắc, và bạn ấy cũng rất là chân tình. Thì chính những cái điều đó đã đem lại cái sự yên tâm trong tôi khi mà tôi quyết định sử dụng dịch vụ của một người tư vấn như vậy. Bạn Thanh Tâm thì làm việc rất là nhiệt tình, điềm đạm và theo sát khách hàng. Tư vấn thì đúng nhu cầu, chứ không như nhiều tư vấn viên khác làm khách hàng hiểu nhầm về bảo hiểm. Mình thấy là có cái sự quan tâm, cái chu đáo của công ty Prudential nói chung và của bạn Tâm nói riêng.
thì mình thấy là được chăm sóc từ những dịp sinh nhật của các thành viên trong gia đình đều nhận được quà. Thế rồi đến ngày năm mới thì công ty cũng có quà. Như năm ngoái là chị nhận được một bộ chén bát rất là đẹp. Đối với chị cô Tâm ấy, thì khi vợ tôi còn sống thế mà bản thân cho tôi cũng là rất tôn trọng cô Tâm. Mà nhìn thấy đó cũng là một con người hiếm và rất tận tình, rất nhiệt tình. Mà bản thân tôi từng quan niệm như là đó là một cái người nếu mà bỏ qua thì còn là như là người cháu của đấy, mà hàng ngày chăm sóc là đặc biệt là các em của con của tôi đấy, thế nó có ái tâm như là chị đấy. Trong suốt thời gian vừa qua làm việc với vai trò là một tư vấn viên của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential thì tôi cũng đã đạt được rất nhiều những thành tích trong công việc. Tuy nhiên cái mà tôi cảm thấy là quan trọng nhất với mình đó chính là đem đến sự bình an cho mỗi một gia đình khách hàng người dân Việt Nam. Tôi luôn cảm ơn những người đồng nghiệp của mình đã luôn cho tôi những lời khuyên tốt nhất. Và tôi cũng cảm ơn đặc biệt là khách hàng của mình đã lựa chọn tin tưởng, đặt niềm tin vào tôi.